Hỏi là cho con hỏi những nghề nghiệp nào được xem là tà mạng? Nghề buôn bán thịt sống mình không giết, thịt nấu chín có thể có được xem là tà mạng hay không? Thì thưa quý vị đó, tất cả các loại thịt đều khi chúng ta bán đều được xem là tà mạng. Cho nên nếu như mà quý vị ăn uống bình thường thôi, có nghĩa là chỉ đãi đằng tiệc tùng hoặc là ăn uống cho riêng mình ấy, thì chỉ cần tam tịnh nhục là được. Có nghĩa là thịt mà mình không phải do mình giết, không phải do mình gợi ý và không có nghi ngờ là nó vì mình mà nó chết, vì mình mà nó bị giết đấy, thì có thể sử dụng được. Ngay cả cái việc đãi đằng bạn bè khách khứa cũng không sao hết. Nhưng mà khi quý vị kinh doanh ấy, khi mà chúng ta đem đi kinh doanh thì sư vẫn khuyên là nên kinh doanh thực phẩm chay à. Mặc dù đúng đúng là các ông sư Nam Tông, các ông sư Nguyên Thủy ấy, thì không có sự dính mắc nơi cái chuyện chay hay mặn. Nhưng mà nếu như có lời khuyên mà người cư sĩ mà bán thức ăn, bán thực phẩm thì sư vẫn khuyên là bán thức ăn chay. Đương nhiên thức ăn chay ý sư nói đây là chỉ rau củ quả chứ không có ba cái thứ mà đồ chay mà họ chế biến sẵn, tại vì mấy cái đó độc lắm, độc lắm. Tại vì sao? Bởi vì đó khi dù cho quý vị mua cái loại thịt họ làm sẵn á, nói thiệt nha, nói thiệt nha, đừng có tự mình gạt mình thì nó kẹt lắm. Theo như sư được biết thì không có chuyện là chúng ta mua cái nguyên liệu á mà không có mối. Sư không tin á, dù là quý vị bán thực phẩm loại này nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ có mối giao hàng. Thì chính cái mối đó là cái vấn đề. Nếu như mà quý vị bán mà thịt có thịt á, có thịt cá, thì do chúng ta đặt mối á, do chúng ta đặt mối mà họ sẽ viết sẵn để cho mình. Ví dụ như là họ biết là mỗi một ngày là cái quán của chúng ta, cái quán bán thực phẩm chúng ta sẽ tiêu thụ bao nhiêu đó ký thịt, thì họ sẽ chuẩn bị sẵn cho mình bấy nhiêu đó ký. Cái vấn đề nằm ngay chỗ đó, quý vị hiểu không? Giả sử như á mà chúng ta đãi đằng tiệc tùng thì cái chuyện đó là cái chuyện bất ngờ và không có ai chuẩn bị sẵn cho mình hết, thì chúng ta thi thoảng chúng ta có ra chúng ta mua thì cũng không sao, không vấn đề gì, không dính dáng gì tới mình. Nhưng mà khi chúng ta mở quán, mở tiệm á thì nó lại khác. Bởi vì cái sức tiêu thụ của chúng ta thì chúng ta sẽ có mối làm ăn, chúng ta sẽ có mối giao các nguyên vật liệu, và cái vấn đề nó phát sinh từ đó. Do đó cái việc người cư sĩ chế biến mua bán thực phẩm thịt, dù là thịt đã được chế biến sẵn, thì nó cũng được xem là tà mạng.